Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến nhà phố Thương Minh. Và hôm nay bên mình có một công trình của nhà Trinh tại Hồ Chí Minh. Công trình của nhà Trinh thì có thiết kế là 5 tầng, thiết kế hiện đại khá là đặc biệt. Và hôm nay bên mình có thi công lắp đặt cho nhà Trinh là hệ thống là cảm biến, công tắc thông minh, để thông minh. Và bây giờ mình giới thiệu cho các bạn một cách chi tiết nhất nha. Đây là một cái không gian khá là đẹp, khá là thông minh. Nó sẽ giúp cho chúng ta có một cuộc sống nó thoải mái hơn, thông minh hơn. Và bây giờ mình sẽ cho bạn xem ban công của nhà chị Trinh nhé. Rõ ràng. À, bây giờ mình cho bạn xem một chút xíu. Các bạn thấy không? Đây là một cái view chiều đô mà không phải ai có tiền cũng từ một cách này các bạn nhé. Các bạn đi xem xa. Em mất cái mốt các bạn nha. Đi xíu xíu là có một bờ sông khá là đẹp.